Vâng, chào mọi người. Cậu đỡ hơn rồi. Định nay không like cơ, nhưng mà bỏ mặc thì cũng không đành. Rồi
một ngày mưa gió con giật mình ngắn, mẹ yêu nay đã bước đi để con một mình bơ vơ. Con ngồi trong góc tối mặt lệ nhòa mãi thôi, người lúc bên con bỗng dưng nay biến đi. Ở nơi xa mẹ có nhớ con tháng ngày qua, con ở đây từng bước chân là trong khoảng không trong vắng. Mẹ ở đâu có biết trái tim con hàng đêm lẻ loi tìm dưới gió sương những yêu thương. Vâng, chào anh. Dạ, bắt đầu cậu ạ. Cậu có nghe rõ không ạ? Anh nói hơi nhỏ. Cậu có nghe rõ không ạ? Anh nói hơi nhỏ. Vâng ạ, vâng ạ. Anh cầm cái mic dí mồm đi. Được chưa cậu? Sao nhỏ nhỉ? Vẫn thế. Cậu không nghe được. Nghe thì vẫn nghe được, nhưng mà hơi nhỏ. Con hết cỡ rồi đấy. Rồi anh cứ giới thiệu đi. Con Phú, tên Phú ở Thánh Nguyên ạ. Con có chị gái hiện đang nằm ở chỗ bệnh viện Đa khoa Trung ương Thánh Nguyên, ở khoa tâm bệnh ạ. Cứ nói đi. Hôm đúng vào ngày 15 rằm thì chị ấy xuất hiện là co giật, rồi là cắn xé, rồi là rung, kiểu như lên đồng ấy, rất là nhiều người giữ luôn. Thì hôm đấy các bác sĩ hội chẩn các khoa thì không phát hiện ra bệnh gì cả, thì chuyển xuống khoa tâm bệnh. Thì hôm đó hội chẩn rất nhiều khoa thì chuyển xuống dưới khoa tâm bệnh, sau đó tiêm thuốc ngủ các thứ nhưng mà không đáp ứng, thi thoảng lại lên một cơn, có cơn dài đến 15 phút ấy. Suốt từ 3 giờ chiều cho đến 1 giờ sáng đấy, xong là lúc đấy con bắt đầu mới gọi lên trên nhà, thì có anh chồng thì cũng gọi cho một thầy, thì xem ra thì bảo là có vong nhập gì đấy. Khi xem xong là khất thì cũng thấy cơn giật nó thưa dần đi, nhưng mà bây giờ cũng rất là đau người. Bây giờ đang hiện tượng giật thì không còn nữa, nhưng mà người đau đớn hết một tuần nay rồi ạ. Còn gì cứ nói nốt đi. Dạ, thế là chúng con muốn thầy xem giúp cho chị con và xem hướng như thế nào ạ. Mong thầy giúp đỡ ạ. Cậu giúp đỡ ạ. Anh nhờ cậu và anh cứ kiểu bán tín bán nghi thế mệt nhỉ. Dạ. Anh nói chuyện với cậu, nhờ cậu mà anh cứ kiểu lấy cái kiểu lấp la lấp lửng, rồi là bán tín bán nghi thế mệt nhỉ.
tại vì ở đây là trong viện cho nên là con cũng không nói to được. Nó không phải vấn đề nói to, mà cách nói chuyện của anh ấy. Tại vì con cũng chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ. Được rồi, anh cứ giữ đấy, đợi tí. Cậu hỏi nhờ tí nhờ. Dạ. Thế cái trường hợp chị ở viện này là như nào đấy? À, cái thằng em nó vừa mới nhắn cho con ấy, đấy là con nuôi nhà bác Xuân nhà con ấy ạ. Ờ Nó bảo thì là em nhắn cho cậu, bảo cậu bảo hẹn em mà hôm nay lên sóng. Em bảo thế cứ hỏi cậu đi để cậu giúp cho. ừ thì bây giờ giúp, nhưng mà bây giờ anh ấy cứ nói lúc la lúc nửng, nói nó không rõ ràng. Này bây giờ chị có hiểu vấn đề đấy không thì chị kể lại xem nào. Nó cũng vừa nói qua với con ấy, nó bảo là chị sinh năm 84 thì bảo là chắc là mấy hôm đi rừng ấy cậu ạ. Thế là có cái hiện tượng là cứ cắn xé mới như kiểu lên cơn, như bị điên, bị dại ấy. Hay là bây giờ cho vào khoa tâm thần, tâm bệnh rồi ấy, ở Đa khoa Thái Nguyên rồi. Thế là cứ cắn băng gạc, cắn xé quần áo rồi. Nó bảo vừa lên cơn xong sợ lắm. Thế mà lại bảo với cậu là kiểu như lên đồng. Đó, sao lại Đâu, nó như kiểu bị điên đấy chứ. thế sao lại mỗi người nói một kiểu thế là sao? Nãy nó vừa nhắn tin với con mà. Đây nghe nó rõ không? Vâng, con nghe rõ. Dạ. Bây giờ là tại sao chị anh thì bảo là cắn xé lung tung mà anh lại bảo lên đồng là sao? Con không không biết. Thế anh nói bừa như thế làm sao được? Bệnh nhân bị sao thì phải Vâng. tả rõ hiện trạng chứ. Vâng. Đấy chị nghe này, em của chị mà nói năng như này thì làm sao mà ai giúp được bây giờ? Phú ơi, em phải kể kỹ cho cậu nghe nhá thì mới giúp được nhá. Dạ. Em mới mong cậu cả tối. Thế là con bảo thế cứ chờ cậu, bởi vì cậu nó bảo thế thì chắc là tối cậu gọi lại. Bây giờ như này nhá. Dạ. Thế 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 nhờ thầy kia mà thầy kia không giúp được à? Thầy cũng bảo giúp, thầy thầy hôm đấy là thầy cũng về cúng cho đấy ạ. Xong thầy bảo bị sao? Thấy nhà anh ấy, dạ, Xong rồi thầy bảo bị thầy sao? bảo là có vong mất trẻ nhập hay sao đấy ạ.
Tôi đang suy nghĩ. Anh cho xem người bệnh ấy hả? Đang suy nghĩ. Cậu con tắt đi để con vào lòng tàu sóng con xem cậu nhé cậu nhé. Ừ. Thank you.
Được rồi, nhớ để tắt đi gọi lại nhá. Tạo nhóm nữa. Alo, chào cậu, chào con một tí. Dạ con chào cậu ạ. Con chào cậu ạ. Thế này nhá, dạ. người nhà anh bị như sau này. Tôi đang suy nghĩ là cách làm như nào để cho hiệu quả nhất mà tôi không phải gánh bớt thay nghiệp cho nhà anh, bởi tôi cũng đang ốm. Dạ. Cái đầu tiên đấy thì chị của anh là bị một cái loại ngải, ngải này sẽ làm cho con người bị điên nhá. Ngải này là do một cái gia đình dân tộc họ làm thôi, và họ thả trong rừng ấy, thì bất kỳ ai dính vào thì người đó sẽ bị điên. Và mục đích họ làm như vậy ấy, tức là cái dòng họ nhà họ, cái gia đình nhà họ luyện ngải ấy, thì phải có một người chịu thay những cái nghiệp đó, được chưa? Thế nên họ thả vào rừng. Và đương nhiên nhân quả kiếp trước chị của anh làm ngải người ta, thì bây giờ chị của anh vô tình gặp lại phải cái ngải của người ta. Được chưa? Anh nghe rõ không? Anh nghe rõ không? Dạ, con nghe rõ rồi. Cái ngải là ngải điên nhá. Thế chị của anh ấy sẽ có hiện tượng giống như một con quỷ ấy, vừa cắn xé vừa cua tay cua chân, như kiểu như là cào cào ấy, cào rồi rất, Dạ, đúng rồi ạ. chứ không phải là nhảy đồng đâu nhá, đừng có liên thiên. Dạ, vâng, con xin lỗi ạ. Người bệnh bị một kiểu nói một kiểu thế thì làm sao mà cậu giúp được? Hiện tại ấy, thì lúc chiều có nhắn với anh bảo là tối sẽ live stream giúp, thì tôi đã bị luôn những cái oan gia trái chủ của chị anh đánh rồi, họ bù kín đầu tôi, nên bây giờ tôi cần phải nói chuyện với họ trước. Cái này nhá, thì tôi sẽ giúp, nhưng mà cái nghiệp này thì tôi cũng không thể nào mà gánh hộ được đấy. Thế là khi nào đó sau khi gia đình khỏi thì tôi sẽ yêu cầu là phải công đức lên chùa một cái khoản gì đấy tùy vào điều kiện nhá, Dạ. giảm bớt nghiệp cho cái người đàn bà này. Nào, vui ngồi đi cậu nhờ cái. Vâng ạ. Không nghĩ là cô lại được các ngài chọn để ngồi ốp thế, vui ạ. Vâng ạ. Ngày trước chọn như thế
Để tôi xem cái nhà có chọn hay không đấy. Vâng. Cậu ơi con ngồi nhé. Ngồi đi. Nào, mời một chủ đại diện đến đây đi. Đây, ốp sang bên này. Nên đây gặp tôi cái. Toàn quý cái này. Chào anh. Bây giờ lại là chị, là bà. Gọi là bà hay chị cho trẻ nhỉ? Chị nhá. Tôi hỏi mấy người này. Mấy người cùng là người của cái gia đình nuôi ngải kia, làm ngải kia. Bắt đầu tôi lại cứ tưởng là ban đấy chủ theo người ta từ trước. Thế bây giờ lên đây để muốn gì đây? Bởi vì tôi đang gọi ban đấy chủ người ta theo từ trước. Cái con kia kìa. Cái con kia. Rồi tôi thấy rồi. Người ta cũng hại mấy người từ kiếp trước, cũng làm ngái mấy người. Ra vậy. Bây giờ tôi có đề nghị như này nhé. Tôi thì mọi người đều có nhân duyên với tôi ngày hôm nay. Nên tôi sẽ giúp tất cả mọi người. Có được không? Cái chính thì vẫn giúp mấy người thôi. Tôi sẽ giải ngải cho mấy người. Từ cái lúc mà cái người đàn bà này ở kiếp trước ấy làm ngải mấy người. Và tôi sẽ giải luôn cả ngải của gia đình hiện tại bây giờ ở kiếp này họ làm ngải mấy người nữa. Để bắt mấy người nghe lời ấy. Sau đó ấy, tôi sẽ giúp cho mấy người trở thành vong thường và cho đến một nơi của các ngài đấy, nơi mà trường các ngài dạy ấy, hay gọi là đi siêu thoát được, để tu tập để sớm được đầu thai kiếp khác. Nào, có muốn không? Cậu giúp thế nào? Cậu giúp cách nào? Bây giờ mà tôi giúp đồng nghĩa với việc là tôi chống đối lại gia đình nhà kia. Căng ghê nhỉ. Con kia nó đáng phải trả, nó phải trả. Thế mấy người bây giờ có đồng ý không? Thì để tôi làm. Chứ không tự dưng bây giờ tôi đi giải cho mấy người làm gì cho mất công. Mấy người phải hiểu là nghiệp quả của mấy người cũng từ nhiều đời, nhiều kiếp trước.
thế mấy người mới bị người ta làm bùa ngải ở cái kiếp trước đúng không? Cũng do là mấy người hại người nhiều quá, thế nhân quả tuần hoàn thôi, bây giờ trách ai? Sao? Ý bà thế nào? Nào có đồng ý không? Tôi giúp cho cả người dương lẫn người âm. Còn không ấy thì cứ mãi mãi là quỷ như vậy. Bởi vì nhà này nó cũng chả có liên quan gì đến tôi cả. Nên nhớ là cơ hội trên đời này, cái người mà có thể làm cho mấy người từ quỷ mà trở thành vong thường để đi sớm đi siêu thoát nên sớm đầu thai ấy, không có nhiều đâu nhá, đếm trên đầu ngón tay thôi. Đấy mấy người cứ nói chuyện đi, thỏa thuận với nhau xong thì bảo tôi. Mọi người là nghe tôi rồi, nghe theo tôi rồi. Sao có người bảo là có người bảo đánh tôi mà không đánh được à? Cũng hơi hơi đấy, tôi đã tạo màng bảo vệ dày như thế rồi mà vẫn hơi hơi đấy, vẫn hơi buồn nôn đấy, nên đánh tạm tạm. Được rồi nhá, tôi biết là mấy người ở đây thì có người đã đồng ý và có người cũng chưa, bởi vì là thì chưa biết khả năng của tôi như nào cả. Thế là thôi, bây giờ tôi cứ giúp mấy người trước nhá. Sau đó sẽ cho mấy người quyết định là có đi siêu thoát hay không, tùy mấy người thôi. Hay thích làm thân quỷ mãi thì cứ như vậy. Tôi sẽ giải luôn cho. Tôi giải thì giờ nhanh lắm, tôi giải gì cũng nhanh.
đã chốt sắp xong rồi. Ôi, họ đi rồi cậu ạ. Không phải họ đi mà họ đau quá, họ bị ngã xuống thôi. Họ vâng ra rồi ạ. Đợi tí tí họ vào ngay giờ, giải xong cho họ đấy. Sao bạn mơ, trong mơ nhìn thấy tôi làm như nào? Thế bây giờ thử nói xem tôi làm như nào vui. Con thấy con đứng nhìn từ bên ngoài ấy, thì con thấy cậu không biết là làm bằng cái gì pháp, nhưng mà làm ở trên đôi bàn tay này, xong cậu ấn vào người ta, thì con có nhìn thấy cái động tác đấy. Và khi mà ấn vào người người ta đấy, thì cái người mà được cậu làm đấy là con cảm giác như là người ta nhẹ đi ấy, tức là giống như kiểu được là được giải bùa hay giải ngải hay như nào đấy 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 đấy, là trong giấc mơ là con được được nhìn thấy như thế. Ở đây trong giấc mơ, thế còn hiện tại bây giờ sao? Tôi đang giải cho bây người ta giờ này. thì bây giờ thì như cảm giác vừa nãy là con thấy họ họ hướng theo như một cái lá bùa ấy, đúng không cậu? Một cái lá bùa của cậu mà gần như là cái lá bùa đấy để giải. Sau đấy là những cái người mà ở dưới họ nói chuyện với nhau đấy, họ hỏi nhau ấy, thì có thể có vẻ như là họ xuôi theo một cái người đứng đầu này và người ta đồng ý, thì không biết như thế có phải không ạ? Đúng có lửa thôi, bởi vì tôi đâu có vẽ bùa đâu, tôi đâu có dùng lá À bùa đấy ạ. đâu. Vâng. Thôi thế là tạm chấp nhận rồi, vừa mới được các ngài cho làm mà nhưng mà mới chỉ có một vài vị thấy tạm thời cho thôi nhé, chứ chưa phải cho hẳn đâu nhé. Dạ vâng. Thế cứ từ từ mà giảm nghiệp. Vâng. Con cũng xin cậu ạ. Nếu mà con đủ phước để giúp đỡ mọi người, trợ duyên cho cậu ấy, thì cho con xin làm việc giúp cậu ạ. Để giúp đỡ mọi người. Lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm, làm gì thì làm, nhưng mà nhớ là cái chữ, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, thì phải nhớ nhá. Vâng. Phản đồ là một cái tội rất 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 nặng, lần này tôi sẽ phải chú ý, tôi không thể nào như 2 lần trước được. Vậy là đủ Vâng. rồi, quá tăng ba bận chết. Nào ngồi đi.
Nào bà vào lại đây đi. Sao? Bây giờ tin những lời tôi nói chưa? Nào, thế tất cả mọi người bây giờ có muốn được như tôi bảo hay không? Hay là muốn ở đây đây trả thù? Dù sao đi nữa ấy, thì giữa hận thù và bản thân mình thì phải yêu bản thân mình hơn đúng không? Chứ cứ giữ mãi hận thù thì bản thân mình đến bao giờ mình mới được thoát khỏi? Thế hỏi bà nhá, bây giờ người ta còn nhớ gì đâu? Bà cứ ôm mãi hận thù như vậy có phải khổ bà không? Khổ mọi người không? Đúng không? Trong khi mình được đi đầu thai kiếp khác, mình lại được làm người, có phải hơn đâu? Cứ ôm mãi một cái sự tức giận, hận thù đấy, xong rồi mang mãi cái hình dạng thân quỷ để làm cái gì? Đúng không? Trong người của nó bây giờ cũng là một cái anh quỷ bị luyện, thì tôi cũng giải cá cho đấy. Từ từ đã, anh này còn cái anh này còn bị thêm một cái nữa, không như mấy người, anh này còn bị một cái như hình nhân nữa, để tí tôi sẽ giải lốt. Sau đó cũng giúp cho cả anh ấy luôn. Thực sự là hôm nay không hiểu là may cho cái người đàn bà này hay là mấy người nữa. Bởi vì mấy người phải hiểu là nghiệp người ta vẫn nhẹ hơn mấy người đấy. Thế người ta mới được đầu thai kiếp khác như thế. Mấy người mới phải mang thân quỷ. Thế mà đây là cái cơ hội duy nhất giữa hàng vạn, hàng tỷ năm. Chứ không đến bao giờ mấy người mới được đầu thai. Vậy mà không biết chớp lấy cơ hội để mà đi đầu thai thì bao giờ mới được làm người, hay mang mãi cái thân quỷ khổ sở bị người ta điều khiển, đúng không? Đấy, tất cả đều đồng ý rồi nhé. Vậy bây giờ để tôi giải lốt cho cái anh quỷ trong người của bà ấy đã. Nào, anh ở dưới nghe này. Anh gì kia nghe đấy không? Nào, cái anh gì kia nghe thấy không? Anh gì mà đang cứ nhìn nhìn cái kia? Nào, cái anh gì em của người bạn kia có nghe thấy không? Alo. Ừ. Thế cái ông em này có chị tên gì đấy mà cứ như ngáo ngơ gọi gọi anh 4 lần, 3 4 lần không thưa đấy. Ừ. Trai yêu kêu gì? Gọi gọi anh 3 lần. Con tưởng là cậu gọi thì không biết được cái gì.
tưởng tôi thà chết lâu rồi nhá. Bây giờ Phong ốp ở trên là bà, xong rồi gọi anh, gọi là anh gì anh lại cứ bảo tưởng. Dạ. Và anh Phú nhá. Dạ. Bây giờ anh đi vào hỏi người bệnh, hỏi chị của anh ấy nhá. Thì chị của anh hỏi xem chị của anh là cảm thấy nó đỡ mệt hơn một chút không? Chỉ có mỗi đỡ mệt thôi nhá, còn đau vẫn còn đau. Tí nữa giải xong cái hình nhân thì mới hết đau. Và hỏi đi. Tí nào thì đau, nhưng mà đỡ mệt cái gì? Mày có đỡ mệt cậu ạ? Ừ, đau vẫn có đau đúng không? Vâng ạ. Đấy nha. Dạ. Bây giờ tôi sẽ giải cái hình nhân đấy cho. Sau khi giải xong thì chị của anh sẽ đỡ đau và gần như là hết đau nhé. Dạ. Đợi chút. Ngồi đợi. Dạ. Mấy người ở trên đợi, đợi tôi đợi cả một lúc nhá. Cậu đã nói hứa sẽ giúp mọi người thì sẽ giúp đến cùng nhá. Đây là cơ hội của mọi người chịu khó mà tu tập. Đầu thai kiếp khác cố gắng ấy là tu tập sao cho tốt. Đấy để mình không phải gặp phải những cái hoạn nạn nữa nhá. Để tôi giải cái hình nhân cho anh kia đã. Sao bà thấy dữ không? Không những tôi đốt giỏi em. Không những tôi đốt thì giỏi gì đâu, bà cứ khen quá. Sao chưa thấy ai mà đến nỗi mà đốt cả điện nhà thầy nhỉ? Tiện đốt hình nhân thì đốt một thẻ mà nửa đấy thì làm sao mà dập bây giờ. Đợi chút nữa nhé, khoảng 1 phút nữa cho cái hình nhân nó cháy hết đã. Sau đó bây giờ anh có thể vào hỏi chị của anh là hỏi có thấy người đang giảm đau dần không, và hỏi đi. Dạ. Giảm được cỡ 20-30% nhé, đang sẽ giảm dần tiếp. Dạ. Sao?
ngủ ra thì chắc là cũng đỡ cậu ạ. À, hỏi thì không thấy nói gì. Không thấy nói gì. Thế chết nhỉ. Thôi được rồi, tôi cứ làm cho xong. Chứ thế này, nó lúc này anh cứ người cứ lớn ngớ. Đợi cậu đấy, tôi còn đợi cậu đấy. Được rồi, tôi biết mọi người đợi rồi nhá, chịu khó đợi tôi lúc. Bây giờ tôi phải giải cho cái anh quỷ trong người của người ta nữa chứ, xong rồi giúp cả một thể chứ đúng không? Tôi biết là mọi người đang đợi rồi nhá, nhưng mà mọi người hàng bao nhiêu năm thế, bao nhiêu nghìn năm thế còn chịu được, chịu thêm một chút có sao đâu đúng không? Đi đâu mà vội. Không đợi lâu đâu đấy. Kinh đấy, cái hình nhân này cũng kinh đấy. Trước nay tôi giải rất nhiều hình nhân rồi, cái hình nhân này cũng kinh đấy. Hình nhân này hơi dai. Xong, sẽ đợi tí để tôi chữa cho anh này và cái người dương này luôn.
Đấy nhá, bây giờ tôi sẽ cho mọi người đi nhá. Báo nhau cho mình đi đi theo nhau này. Nào, anh kia nữa. Anh Phú này. Điện đấy tôi lấy Dạ vía về dạ luôn cho anh nhá, để cho anh bớt ngơ ngơ đi. Đấy nhá, đủ vía rồi đấy, hai vía. Còn chị của anh để xem nào. Trong người bà ấy bây giờ trống rỗng rồi đấy nhá, không còn vong viết gì đâu. Để xem nào, xem cho bà ấy thêm cái gì nữa để bảo vệ. Chắc nghỉ ngơi khoảng 1 2 ngày là sẽ khỏe thôi. Thế mọi hôm bà ấy có ngủ được như này không? Mọi hôm không, buổi tối quấy lắm, cậu Ừ. ạ. Buổi tối quấy lắm mà hôm nay ngủ ngon thế. Được rồi đấy nhá, với mấy cái bảo vệ này thì yên tâm là chị của anh sẽ không sao nữa. Dạ, rất cảm ơn ạ. Còn
Ừ, được rồi nhá, bây giờ anh xuống đi, anh tắt đi được rồi. Chị con ngủ rồi. Ừ, chị ngủ rồi thì được rồi nhá, anh tắt đi được rồi đấy. Được rồi, anh tắt đi được đấy nhá. Ừ, chào anh. À, còn vui thì ngồi đấy, cậu nhờ tí. Vâng, tôi ngồi luôn nhé cậu. Từ từ đó. Rồi ngồi đi. Nào, bà lên đây. Bà lên đây. Chào bà. Sao? Sao bà lại cười khỉnh tôi? Chị Gọi tôi có việc gì? xin lỗi bà một tí nhá, bây giờ bà thả người ta thì tôi giải hết rồi nhà bà, mấy cái đấy tôi cũng đốt hết mất rồi, tức là nghiệp của người ta cũng như thế là hết rồi đúng không, lận lần giữa bà với người ta như thế là hết rồi đúng không. Vậy thôi nhá, bây giờ ai làm việc người đấy được chứ, tôi gọi bà lên để nói chuyện là bà nhìn là biết tôi làm được những cái gì rồi đúng không, chả có ai giải của bà mà nó lại dễ dàng như thế, trong khi bà làm mất cả 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 cả, cả, cả tuần cả tháng trời nhỉ. Tôi khuyên bà một điều là đừng có thử nhá, đừng có thử tôi nhá, cái đó rước họa vào thân đấy. Tiện đây cho bà nhìn luôn này về tôi này, để cho bà biết sau đỡ phải làm này làm kia nhá, đỡ phải thử thì cho mệt. Đây cho bà nhìn, đấy tha hồ nhìn. Thế đủ hiểu chứ? Làm gì mà đến nước nước mức mà không nói lời thế? Thôi nhá, bà về đi. Chào bà. Việc ai người ấy làm thôi. Bán ra rồi cậu. Ừ. Thôi nhá, cảm ơn vui. Vâng ạ, vâng, con chào cậu ạ. Sao thế phát biểu cảm nghĩ sao lần đầu tiên giúp người thế nào? Con thấy vui đó Thế ạ. Không nghĩ là mình
có thể làm được và không nghĩ là mình lại có thể ngồi để giúp được mọi người đấy ạ. Đấy, bạn thấy đấy, chỉ cần tâm tốt, được chưa? Giảm bỏ cái tham của mình xuống, có lòng muốn giúp người, đủ duyên thì hoa sẽ nở, đúng không? Trước đây bạn rất là loạn, vong ra vong vào, cậu cũng không dám hy vọng một ngày bạn có thể ngồi được, nói thật đấy. Thế là bỗng dưng đến một ngày duyên của những người kia đi thì đến bạn. Chứ thế... còn mơ hồ lắm cậu ạ. Nó cứ ra vào mà mình không kiểm soát được ấy. Đấy, bây giờ bạn thấy đấy. Nên nỗi mà còn giúp được cái trường hợp mà bị điên khùng đến mức như thế mà thầy khác còn phải bó tay. Vâng. Thế giúp người vui không? Vì rượu cậu ạ. Ngồi một chỗ mà giúp người tận đâu đâu. Vâng. Thế thôi nhá, cố gắng mà giữ vững cái tâm để mà giúp người khác. Vâng. Đi hy vọng là giúp được nhiều người hơn nữa ạ. Giữ được cái đạo với lại người thầy, và giữ được cái tâm với lại thiên hạ ấy, nó không phải là dễ đâu nhá. Nên vâng, cố gắng mà giữ. Vâng. Đi đường chính thì khó, chứ đi đường tà ấy thì dễ ợt à. Nó chỉ thay đổi trong vòng tích tắc thôi, vài giây, vài phút, cho đến ngày thôi. Vâng, con hiểu ạ. Thôi nhá, thế thôi. Vâng, vâng ạ, con chào cậu ạ. Thôi cậu vẫn đang ốm, hôm nay hơi mệt, chắc chỉ đến đây, hôm nay tạm dừng ở đây thôi. Cảm ơn mọi người. Hy vọng là sau buổi live stream này thì ngày mai lại có nhiều người bị buồn ấy, hay là cái gì giật thật lặng, em tin cho cậu nhé. Cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người ngon. Thôi là cậu rất thích những cái càng lặng càng tốt. Chào mọi người.